Với bốn dù sao đã là hồn thánh cấp bậc cường giá, Thiên Long Mã phụ trợ xuống, Long Hoàng phá tảo rách tách giá, kim quang chói mắt phóng lên trên trời, ánh sáng mãnh liệt rõ ràng ký tức hóa thuần thành thuần túy uy năng. Tấm võng lớn kia cũng là hét lên một tiếng, bị hắn kéo thành hai mảnh. Hai tay của hắn cũng là quẳng dưới, hướng phía cách đó không xa hai gã tà hồn sư chèo úp tới. Nhưng vừa lúc đó, Bối Bối tinh tường cảm giác được da đầu của mình tê dại. Trong tay của Đường Nhá lần làm ngân bá vương thường đã là thành hình, mũi thương này nhắm vào hắn làm ra động tác ném. Trong nháy mắt này, ánh mắt của Bối Bối cũng chỉ có Đường Nhã. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lần trước trên chiến trường, Đường Nhã là lường tựa theo một cái làm ngân bá vương thường này đâm xuyên qua thân thể của hắn. Khi đó hắn không có trốn tránh, hắn dùng chính mình lấy bầu thân thể của mình đón nhận công kích của Đường Nhã. Hắn muốn cho Đường Nhã cảm nhận được mình ở trong huyết mạch đối với nàng yêu say đắm. Mà một lần kia, Bối Bối rõ ràng cảm giác được Đường Nhã chỉ nhớ giống như khôi phục lại vài phần. Lúc này, cơ hồ là tình huống giống nhau, lần nữa đối mặt với Lam Ngân Bá Vương Thường, trong lòng của hắn không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đường Nhã tay cầm Lam Ngân Bá Vương Thường, vậy là vừa nãy xé mở ra chủ võng thúc phượng làm tử, làng giống như cũng ngẩn ngơ, ở đằng kia ở trong mắt lạnh như băng, ở bên trong toát ra một tia chần chờ. Từ Tam Thanh vừa sải bước ra bên ngoài đã đến bên người của Bối Bối, hắn cũng không sợ Lam Ngân Bá Vương Thường, Huyền Vũ Tuân đã chuẩn bị kỹ càng. Tam Thạch, Bối Bối đột nhiên lúc này trầm giọng quát. Chuyện gì vậy? Tư Tam Thạch lúc này quay đầu nhìn về phía của hắn. Bối Bối nhìn hắn thật là sâu. Giao cho ta, tin tưởng ta. Tư Tam Thành chấn động rồi ngưng trọng rồi nói. Bối Bối. Bối Bối lúc này trầm giọng nói tiếp. Tin tưởng ta đi. Tư Tam Thạch lúc này thở sâu, tay cầm Hoàng Kim Huyền Vũ Tuấn sau lùi lại một bước, nhưng hắn cũng không hề rời đi. Lúc này ở trên chiến trường, bởi vì có Băng Hùng Vương Tiểu Bạch khống chế toàn trường, sự lãnh các học viện nhân tố suy tùy ít lại là hoàn toàn chiếm được thượng phong. Đường môn ở trong mọi người, uy thế nhất định đúng là Quý Tiệt Trấn cùng với Diệp Cốt Y rồi. Quý Tiệt Trấn chuôi này thẩm phán chi kiếm phóng thích ra cường hoàn kiếm ý, mỗi một kiếm chém ra đều là ác mộng tà hồn sư đám bọn họ. Diệp Cốt Y thì càng tốt một chút, Diệp Cốt Y chính là thần thánh thiên sứ vũ hồn, làng thuộc tính không phải là quang minh mà là thần thánh, là một gã hồn tà hồn sư bị chém làng chém chết, sau đó ở trên người của nàng khí tức bỗng nhiên tiêu thăng, lập tức đã là vượt qua cấp độ hồn thánh. Diệp Cốt Y vũ hồn, toàn bộ ở bên trong đường môn đều là đứng đầu, nếu như đơn thuần bình luận võ hồn, làng vũ hồn thậm chí càng tại vũ hạo là bất luận cái gì chỉ là một vũ hồn ở phía trên đó. Thần thánh thiên sứ vũ hồn ẩn chứa thần thánh thuộc tính là cực kỳ hiếm thấy, trời sinh nó là nhắm vào bất luận cái gì là tà ác của tồn tại, đánh chết một gã tà ác của tồn tại có thể làm cho bản thân của nó có chỗ tăng phúc. Diệp Cốt Y vừa rồi chém giết một gã hồn đế cấp bậc tà hồn sư, giết một người như vậy, hơn nữa làm cho hắn vũ hồn triệt để tan thành mây khói, so ra mà làng tự mình tu luyện 3 tháng thực lực tăng lên. Bình thường muốn tìm được một gã tà ác năng lực tồn tại thật không dễ dàng, nhưng Thánh Linh Giáo, giáo diện đối diện với Diệp Cốt Y bản thân tăng lên là chỗ tốt nhất, mà ở nàng, thần thánh thiên sứ vũ hồn trước mặt này, cơ hồ tất cả tà hồn sư năng lực đều sẽ là phải chịu khắc chế cực kỳ lớn. Nếu như là quang minh thuộc tính, mặc dù cũng có khắc chế, nhưng không phải mạnh như vậy. Tà hồn sư vì là đối phó với quang minh thuộc tính sớm đã nghiên cứu nhiều năm, có một bộ thuộc pháp biện pháp của mình, thế nhưng mà thần thánh thuộc tính bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Đây là trời sinh tuyệt đối tường khắc, thần thánh khắc tài hóa, hơn nữa là đơn phương khắc chế. Thần thánh thuộc tính sở dĩ cường đại, ngay ở đó cơ hồ là không có thiên địch, còn có thể khắc chế hết thảy tà ác và hắc ám. Một cái oán linh lúc này bay đến trước mặt của Diệp Cốt Y. Thay đổi hồn đế cấp bậc cường giả, đối mặt với tà hồn sư thả ra oán linh đều phải đặc biệt coi chừng. Một cái không tốt, tinh thần chi hải sẽ chịu ảnh hưởng. Có thể đối mặt với Diệp Cốt Y, trên người của Diệp Cốt Y chỉ là kim quang lóe lên, oán linh liền kêu thảm một tiếng, hôi phi yếu diệt, hơn nữa ở trong đó xuất hiện ra tinh lọc năng lượng, còn có thể bị Diệp Cốt Y hút vào bên trong cơ thể, bổ sung tiêu hao, tăng lên tu vi của bản thân. Bởi vậy, Diệp Cốt Y dưới sự che chở của Băng Hùng Vương sức chiến đấu hoàn toàn phát huy, về sau quả thực rằng là ác mộng của tà hồn sư đám bọn chúng. Lục Trường Vũ Hạo không tiếc hết thảy cũng muốn đưa nàng cứu ra, cũng là bởi vì nàng thiên sinh khắc chế tất cả tà hồn sư. Theo Diệp Cốt Y thực lực tăng trưởng, nàng đối với tà hồn sư uy lực cũng là uy hiếp còn không ngừng tăng cường. Tu vi của Diệp Cốt Y vốn là đã tiếp cận hồn thánh cấp bậc rồi, làng có lòng tin rằng lần chiến đấu này, sau đó mình có thể phá tan hồn thánh bình cảnh, đến lúc đó làng thần thánh thiên sứ sẽ theo 2 cánh biến thành 4 cánh, thực lực tổng hợp tăng nhiều, đối mặt với hồn đấu là cấp tà hồn sư khác còn không sợ. Nam Thu Thu một mực đi theo bên người của Diệp Cốt Y, nàng hoàn toàn là phối hợp với Diệp Cốt Y chiến đấu. Diệp Cốt Y thần thánh thiên sứ vũ hồn đối phó với tà hồn sư hiệu quả tốt nhất. Nam Thu Thu thì là ở bên cạnh thông qua ở mình xoăn phấn lòng mất đi năng lực bảo hộ lấy nàng, để cho lực lượng công kích của nàng có thể phát huy ra được trình độ lớn nhất. Không chỉ có Nam Thu Thu, Tiêu Tiêu cũng là bảo vệ người bên cạnh của Diệp Cốt Y, tam sinh chấn hồn đỉnh với tư cách sử dụng vũ hồn, chuyên môn phụ trách là Diệp Cốt Y ngăn cách địch nhân, không cho quá nhiều số lượng địch nhân trực tiếp xuất hiện ra trước mặt của nàng, để cho Diệp Cốt Y có thể phát huy ra đầy đủ thực lực của bản thân. Trừ bọn họ ra, mấy cái bên ngoài, những người khác cũng đều phát huy ra tác dụng riêng phần của mình. Giang Nam Nam từ khi cùng với Yên Trì Nguyễn Cân Mãn, hồn linh dung hợp, sau đó thực lực cũng đã tăng nhiều. Lúc này một cái chiều cao vượt quá 10 trượng Yên Trì Nguyễn Cân Mãn đứng ở trong tràng tung hoành. Nó cường hãn nhất, đồng thời là được làm Giang Nam Nam tất cả năng lượng. Chỉ cần điểm này thôi, tựa làm cho tác dụng của nó cũng không thua kém từ tam thạch hoàng kim đại mão. Giang Nam Nam lúc này đã hóa thân thành vũ hồn chân thân, nhưng cũng không là nhục cốt thỏ, mà là đem vũ hồn của mình chân thân dung hợp với đến bên trong Yên Trì Nhuyễn Cân Mãng, khiến cho chính hắn thực lực của hồn linh bạo tăng, lương tựa theo Yên Trì Nhuyễn Cân Mãng, thể tích khổng lồ, không ngừng ở trên chiến trường làm rồi, để cho tà hồn sư đám bọn họ không cách nào tụ tập cùng một chỗ. Tiểu Nhã, Bồi Bồi lúc này đối mặt với đã sơ lên làm Ngân Bá Vương Thương Đường Nhã quát to một tiếng. Thân thể của Đường Nhã lúc này chấn động, nàng động tác có một chút chần chừ. Nghe được Bối Bối kêu gọi một tiếng này, động tác ở trên tay cũng càng thêm trì hoãn vài phần. Bối Bối tản đi rồi, lúc này Long Hoàng chấn vực giới từng bước một hướng phía Đường Nhã đi tới. Mỗi một bước đi xa, ở trên người của hắn kim sắc quang mang mở đi vài phần. Ba bước sau đó hắn tất cả đẩy lòng lân đã là toàn bộ biến mất, vũ hồn đều đã hoàn toàn thu hồi, lộ ra tướng mạo sẵn có của mình. Tiểu Nhã, ta là Bối Bối, còn nhớ ta không? Bối Bối một bên hướng Đường Nhã đi đến, một bên ồn nhú nói. Từ Tâm Thành nắm thật chặt lấy trong tay của Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn, đột nhiên vung tay lên, tấm chắn bay ra, đánh bay một gã hồn đế cấp tà hồn sư nhào lên. Hắn thật sự lo lắng, thế nhưng mà ở phía sau hắn lại không có biện pháp ngăn cản. Lúc trước ở trong nháy mắt này, hắn theo ánh mắt của Bối Bối thấy đường thần sắc cực kỳ kiên quyết. Loại ánh mắt này coi như là hắn và Bối Bối quen thuộc như vậy, cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn biết rõ Bối Bối đã quyết định vô luận như thế nào cũng phải đi liếm thử. Làm huynh đệ hắn không thể đi ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ nếu như thay đổi mình cùng với Nam Nam ở cái loại tình huống này, mình cũng đồng dạng là như vậy. Bối Bối cố gắng lên, Từ Tâm Thạch lúc này trong lòng gieo hò, đồng thời tụ tinh hội thần nhìn Đường Nhã, một khi có cái gì không ổn hắn sẽ xông lên cứu Bối Bối. Đường Nhã có chút đờ đẫn đứng ở nơi đó, dưới chân của nàng số lượng lớn hắc ám làm ngân thảo hướng phía chung quanh như trước cổ qua, nhưng mà cũng không có vùi đầu vào ở trong công kích. Làm Ngân Bá Vương Thương sắc bén lên, lóe ra ám làm sắc vầng sáng, khí tưng cường hoàn vô cùng, phảng phất cả thiên không đều có thể đâm thủng. Nhưng chính là ở chỗ này, sau một thành sắc bén trường thương, giữa ở trong tay của nàng cũng không có hướng phía Bối Bối đâm ra. Bối Bối vẫn ở chỗ cũ đi về phía trước, ánh mắt của hắn càng thêm nhu hóa, trên người thậm chí ngay cả một tia hồn lực chấn động cũng không có. Tiểu Nhã, ta sẽ không cùng với người động thủ, ta sao có thể tổn thương được người, ngươi là Tiểu Nhã của ta, vĩnh viễn nếu như người muốn động thủ, vậy thì người giết ta đi, cho dù là để cho máu tươi của ta lần nữa nhiễm ở trên thân thể của người, ta cũng nguyện ý. Ngươi đừng tới đây. Đường Nhã lúc này đột nhiên quát to một tiếng. Đây cũng là nàng tại trận chiến này lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Trong thanh âm của nàng không có là lạnh lùng, ngược lại có vài phần khủng hoảng. Nghe đường nàng một tiếng kêu gói, xa xa Từ Tâm Thạch thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đường Nhã cảm xúc nếu mà bởi vì nhìn thấy Bối Bối mà sinh ra chấn động, vậy thì chứng minh rằng trong lòng của hắn có ấn tượng của Bối Bối. Bối Bối không nghe Đường Nhã, hắn vẫn ở chỗ cũ đi về phía trước. Vốn là hắn và Đường Nhã ở giữa khoảng cách sẽ không xa, lúc này đã sắp tới phụ cận rồi. Ngươi đừng có tới đây. Giọng nói của Đường Nhã trở lên càng thêm bén nhọn vài phần, trong mắt cũng là lạnh như băng ở bên trong, cảm xúc tràn đầy dãy giụa. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, ta là Bối Bối. Bối Bối tiếp tục hướng phía trước, hắn hô hoán tên của Đường Nhã, giống như đang kêu gọi thê tử của mình vậy. Suốt cuồng hắn đã đến trước mặt của Đường Nhã, mà trong tay của Đường Nhã Lam Ngân Bá Vương Thương cuối cùng cũng không có đâm ra. Cường hoàn công kích hồn kỹ thậm chí ở trong tay của Đường Nhã nhỏ nhẹ run rẩy. Bối Bối đã đến Lam Ngân Bá Vương Thương mũi thương ở phía trước rồi, nhưng hắn vẫn không có ngừng xuống, vậy mà trực tiếp đụng phải Lam Ngân Bá Vương Thương. Mũi thương sắc bén lập tức đâm vào đầu vai của hắn, đầu mũi thương lập tức nhiều hơn một bồi đỏ ửng, một vòng đỏ ửng này theo đường vân lam màu đen lan tràn lên phía trên. Hắc ám làm ngân bá vương thương lương theo Đường Nhã tu vi tăng lên, đã hút máu hiệu quả, đang hút máu đồng thời còn có thể đem bản thân ẩn chứa hắc ám độc tố dung nhập vào âm trong huyết mạch đối thủ. Sắc mặt của Bối Bối trở lên tái nhợt một ít, nhưng ánh mắt của hắn lại nhu hòa. Tiểu Nhã, ta là Bối Bối đấy. Mắt thấy Lam Ngân Bá Vương Thường mũi thương này đâm vào đầu vai của Bối Bối, ánh mắt của Đường Nhã thoáng một phát liền ngốc trệ, ngơ ngác nhìn hắn, giống như là đang nhìn chuyện bất khả tư nghị gì đó. Bối Bối lại về phía trước, bước vài một phần nhỏ, lập tức Lam Ngân Bá Vương Thường càng thêm đâm nhập vào thân thể. Có thể từ đầu đến cuối, trên mặt Bối Bối chưa từng xuất hiện ra nửa phần vẻ thống khổ, khuôn mặt của hắn chỉ có ôn nhu. Tiểu Nhã, ta là Bối Bối. Bối Bối nhẹ giọng hô hoán tiếp. Đừng lại! Đường Nhã lúc này đột nhiên hét lên một tiếng, chân buông lỏng bàn tay xa bên trong Lam Ngân Bá Vương Thương, đã không có nàng hồn lực ủng hộ nữa. Lam Ngân Bá Vương Thương lập tức tán loạn, hóa thân thành một đạo ánh sáng làm sắc quang vực biến mất ở giữa không trung. Mà thân thể của Đường Nhã chung quanh hắc ám Lam Ngân Thảo cũng nhanh chóng biến mất, khuôn mặt của nàng đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch, cả thân thể run rẩy lẩy bẩy, hai tay ôm đầu. Đầu của ta đau quá, đau quá. Bối Bối cô nén thống khổ ở trên vai, tiến lên một bước, đem Đường Nhã lúc này ôm vào ngực của mình. Cho dù lúc này đấy, thân thể của Đường Nhã thập phần lạnh như băng, còn tràn ngập hắc ám khí tức mãnh liệt, nhưng lúc Bối Bối đưa nàng ôm vào ôm trong ngực, trong nháy mắt này, nước mắt nhiều trước nhịn không được lần nữa chảy xuôi mà ra. Đã bao nhiêu năm rồi, từ khi Đường Nhã mất tích đến bây giờ, đã bao nhiêu năm rốt cuộc lại một lần nữa đem Đường Nhã ôm trọn trở về ngực của mình. Tiểu Nhã, ngươi cũng đã biết, giờ khắc này đây ta hạnh phúc đến cỡ nào,